Chiều 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đang tiến hành khám xét đột xuất Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Quốc Thắng tọa lạc tại ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, từ khoảng 10 giờ 30 phút sáng 10 tháng 4, nhiều xe cùng hàng chục cảnh sát và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có mặt ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D để làm việc. Thời điểm cảnh sát xuất hiện, bên trong và bên ngoài trung tâm đăng kiểm này có hơn 100 xe ô tô các loại, đa phần xe biển số ngoài tỉnh Tiền Giang, đậu chờ vào làm thủ tục đăng kiểm. Một chi tiết đáng chú ý là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D dán thông báo là từ ngày 10 tháng 4 năm 2023, trung tâm chỉ nhận đăng kiểm xe chính chủ hoặc chính chủ xe phải có giấy ủy quyền cho người thay thế. Đây là một điều hết sức bất ngờ đối với các tài xế, vì lâu nay các trung tâm đăng kiểm đều không có yêu cầu này. Nói về thông báo mới của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D, ông Trần Văn Bon, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang cho rằng đó là quyền của chủ trung tâm đăng kiểm, chứ pháp luật không có quy định bắt buộc như vậy. Về chi tiết của việc khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D, phía công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ có thông tin sau.